Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở thị trường miền Bắc thông báo đến khách hàng về sự điều chỉnh giá heo bán ra kể từ ngày hôm nay. Và mức giá này áp dụng đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc. Theo đó, đối với dòng heo hai máu, có biểu cân từ 125 kg trên một con trở lên, giảm 1.000 đồng trên 1 kg thay vì 2.000 đồng như nhiều trang mạng đưa tin trong ngày hôm qua và theo đó đối với dòng heo ba máu vẫn giữ nguyên mức giá 52.000 đồng trên 1 kg, heo hai máu giảm 1.000 đồng trên 1 kg và đối với giá heo hai máu đực còn mức giá 46.000 đồng, cái 49.000 đồng trên 1 kg. Đây là thông báo mới nhất của các kho từ khu vực Thanh Hóa trở ra Bắc. Cùng với đó, trong thông tin mới nhất của Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, cơ quan này cho rằng sản lượng thịt tăng trong khi nhu cầu thị trường hiện nay vẫn còn yếu cùng với dịch tả lợn châu phi đang còn những diễn biến phức tạp nên giá heo hơi trong thời gian qua có xuống thất thường và hiện nay nhiều nơi đang có xuống trứng và giảm sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện do người dân vẫn tiết kiệm chi tiêu Cục xuất nhập khẩu cũng dự báo từ nay đến cuối năm tiêu thụ thịt heo những tháng cuối năm có thể sẽ cải thiện hơn khi trước mùa lễ hội trong tháng 10 năm 2023 vừa qua giá heo hơi cả nước có nhiều biến động mạnh Giá giảm trong 20 ngày đầu của tháng, trong khi đó có xuống tăng nhẹ trong mấy ngày cuối tháng. Hiện nay theo khảo sát ở các thành thành trên phạm vi cả nước đang dao động trong khung giá từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể hiện nay giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mức giá dao động từ 51 cho đến 53.000 đồng. Nhiều địa phương ở khu vực trung du và miền núi, đặc biệt là khu vực Thái Nguyên Phú Thọ hay đối với Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay không có sự biến động với mức giá bình quân từ 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc giá heo hơi trong ngày hôm nay, một số địa phương có mức giá dưới 50.000 đồng, đặc biệt khu vực Hòa Bình phổ biến mức giá 49 cho đến 51.000 đồng, trong khi đó Sơn La, Lai Châu và Điện Biên đều đang trên 50.000 đồng một kg. Các địa phương ở khu vực phía Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang hay Quảng Ninh vẫn đang trên 50.000 đồng. Thậm chí ở Quảng Ninh trong ngày hôm nay báo giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay đi ngang với mức giá dao động từ 50 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, đối với những đàn heo áp siêu và những đàn heo nhiều mỡ trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An báo giá chỉ 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Khu vực miền Nam Trung Bộ khi nhận mức giá 49 cho đến 53.000 đồng ở nhiều địa phương đặc biệt khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đang dao động trong khung giá như vậy. Tây Nguyên cũng không có sự biến động trong ngày hôm nay, mức giá 49 cho đến 52.000 đồng là khung giá phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này. Giá heo hơi tại thị trường miền Nam cũng có những diễn biến thương thị, giao dịch tại các địa phương phổ biến giao so quanh từ 50 cho đến 54.000 đồng tùy thuộc vào chất lượng của heo. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Đông Nam Bộ như khu vực Đồng Nai, Bà địa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh có mức giá bình quân 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây cũng có những khu vực đạt mức giá 54.000 đồng, tuy nhiên cũng có những khu vực chỉ ở mức 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Khi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương có mức giá cao như khu vực Long An, Tiền Giang, Bạc Liêu hay là đối với khu vực Đồng Tháp và An Giang. Một số địa phương có mức giá trên dưới 50.000 đồng như Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang hay là đối với tỉnh Bến Tre. Cũng theo ghi nhận trong ngày hôm nay của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày hôm nay là khoảng 5.500 con heo mảnh. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày hôm nay bình quân là 57 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Đối với heo mảnh loại 1 có mức giá cao hơn từ 69 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá những đàn heo đẹp ở khu Ba Vì, Đan Phượng, Phúc Thọ trong ngày hôm nay có mức giá 52.000 đồng. Hưng Yên giao động mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá cục khoái châu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay, dòng siêu băm máu loại 1 có mức giá 53.000 đồng, những đàn heo xấu hơn, dao động phổ biến 51-52.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình có mức giá dao động từ 50 cho đến 54.000 đồng. Bán nhỏ lẻ với số lượng ít cho lái một địa phương đối với những đàn heo đẹp ở khu vực này vẫn báo giá 53 cho đến 54.000 đồng như khu Hưng Hà, Thái Thụy của tỉnh Thái Bình. Hải Dương có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam với mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số hội chăn nuôi báo giá khu vực tân lạc của tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá 51.000 đồng. Trong khi đó, Quảng Ninh có mức giá cao hơn 51 cho đến 54.000 đồng. Nam Định phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg khu Ý Yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay báo giá bình quân 51 cho đến 52.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá cục xuân trường đạt mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình phối mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Đặc biệt khu vực Yên Mô, Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình, hộ chăn nuôi báo giá bình quân từ 50 cho đến 52.000 đồng. Bắc Ninh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn, đặc biệt là khu vực Thái Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Quanh khu vực Đại Từ trong ngày hôm nay bán 51.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay đạt 49 cho đến 52.000 đồng. Phú Ninh trong ngày hôm nay chỉ báo giá 50.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Thanh Sơn, Thanh Thủy 50 cho đến 51.000 đồng. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phổ biến mức giá từ 49 cho đến 52.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục tam sương của tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạt bình quân từ 50 cho đến 51.000 đồng. Trong khi đó, đối với Bắc Giang có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Quanh khu yên thế của tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay báo giá 52.000 đồng. Khu vực Lục Nam, nhiều hộ chăn nuôi trong ngày hôm nay báo giá 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Cao Bằng 50 cho đến 52.000 đồng. Hoc Lạng Sơn cũng có mức giá tương tự, khi trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận cuộc văn quan của tỉnh Lạng Sơn, các hộ chăn nuôi báo giá dòng heo đẹp có mức giá 52.000 đồng. Tuyên Quang 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí một số hộ chăn nuôi báo giá khu Yên Sơn của địa phương này, những đàn heo nhiều mỡ có mức giá 48.000 đồng. Bắc Cạn phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng tiên Bái 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, 50 cho đến 52.000 đồng. Khục Lai Châu phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Điện Biên cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Sơn La 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá Khục Mộc Châu và Vân Hồ, những đàn heo trắng ở các trang trại chỉ phổ biến mức giá 50.000 đồng trên 1 kg mà thôi. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 49 cho đến 53.000 đồng, Nghệ An 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng, Quảng Bình 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg, Quảng Trị trong ngày hôm nay đạt bình quân 50 cho đến 52.000 đồng, trong khi đó đối với Thừa Thiên Huế có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay duy trì mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam có mức giá khá cao ở khu vực này, có mức giá dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng. Quảng Ngãi 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phú Yên, Bình Quân 50 cho đến 52.000 đồng. Khánh Hòa 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, phổ biến mức giá từ 50 cho đến 53.000 đồng. Bình Định 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay dao động trong khung giá từ 49 cho đến 52.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Tuy nhiên cũng có những khu vực những đàn heo đẹp bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương được mức giá 53.000 đồng như trên bàn tỉnh Lâm Đồng. Khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông 49 cho đến 52.000 đồng, Gia Lai và Con Tùm cũng chỉ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, như khu vực Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 51 cho đến 53.000 đồng. Và Rịa Vũng Tàu cũng có mức giá tương tự, thành phố Hồ Chí Minh 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 53.000 đồng, khu Bình Phước và Tây Ninh phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây trong ngày hôm nay không có sự biến động nhiều, Cần Thơ có mức giá từ 50 cho đến 53.000 đồng, Bến Tre 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg, khu vực Hậu Giang 50 cho đến 52.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long báo giá 51 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Bạc Liêu có mức giá nhỉnh hơn khi địa phương này báo giá từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Long An 52 cho đến 53.000 đồng. Khuộc An Sang phối mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang cũng có mức giá tương tự. khô Cai Lệ của tỉnh này báo giá 52 cho đến 53.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Khuộc Kiên Giang phối mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau 51 cho đến 52.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay và cả cục Trà Vinh nữa phối với mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Ghi nhận khu vực Càng Long của Trà Vinh trong ngày hôm nay báo giá 51.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.